nằm cách thủ đô Moscow 1.400 km về phía đông, tọa lạc dưới chân dãy núi Ural hùng vĩ, ngăn đôi lục địa Á-Âu, soi mình bên bờ sông Kama thơ mộng. Đó chính là vùng đất Permi cổ kính của xứ sở Bạch Dương. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta sẽ không cùng dạo bước quanh những thánh đường xưa cũ, thưởng thức những vở ba lê trứ danh hay chinh phục đỉnh núi trắng linh thiêng, mà thay vào đó là khoan sâu xuống hàng ngàn mét địa đất đá, chiêm ngưỡng vết tích của một kỷ nguyên xa xôi và già cỗi, được mang tên bởi mảnh đất nơi các nhà địa chất học đã biết về nó lần đầu tiên. Chào mừng các ai đó đã đến với kênh Máy Thời Gian. Mình là Lẻn. Xin hãy thắt chặt dây an toàn, vì sau đây mình sắp đưa các bạn vào chuyến hành trình dài gần 300 triệu năm về với kỷ Permi, nơi diễn ra cuộc đại diệt vong khủng khiếp nhất lịch sử tiến hóa. Điều kiện tự nhiên, kỷ Permi hay kỷ Nhị Điệp kéo dài khoảng 47 triệu năm, ước tính kéo dài từ khi kỷ Than Đá kết thúc vào 299 triệu năm trước cho đến khi kỷ Tam Điệp bắt đầu vào 252 triệu năm trước. Ở thời kỳ này, hoạt động địa chất của các mảng kiến tạo đã đưa hầu hết phần đất liền của trái đất, ngoại trừ phần mà ngày nay chúng ta gọi là Đông Á, hợp nhất thành một siêu lục địa khổng lồ được gọi là Pangea, hoặc toàn lục địa. Khái niệm này được nhà địa chất học người Đức Alfred Wegener, cha đẻ của thuyết trôi dạt lục địa, tạo nên từ hai từ gốc Hy Lạp là Pan, nghĩa là tất cả, và Gaia, nghĩa là đất mẹ. Bao quanh lục địa này là một đại dương duy nhất mang tên Panthalassa hay toàn đại dương. Sự mở rộng của đất liền, chiều dài đường bờ biển bị thu hẹp do sự hợp nhất của các lục địa, kết hợp với việc kỷ băng hà dần kết thúc, đã mang lại kiểu khí hậu lục địa đặc trưng của thời kỳ này. Những vùng sâu trong nội địa thì khô hạn và dần bị sa mạc hóa. Hiện tượng này rõ rệt nhất dọc theo xích đạo. Trong khi đó, các vùng ven biển thì chịu ảnh hưởng của gió mùa và hưởng lượng mưa lớn. Các khu rừng nhiệt đới gió mùa được mở rộng chưa từng thấy, với các loài dương xỉ là thực vật chủ đạo. Các loài sinh vật. Với những người không ưa các loài bọ, kỷ Permi chính xác là nơi tồi tệ nhất để sinh sống. Bởi ở thời kỳ này, côn trùng nói chung đã đạt đến sự phát triển cao nhất trong hành trình tiến hóa. Trong đó tiêu biểu nhất là hai đại biểu được nhắc tên sau đây. Đầu tiên là loài gián. Chính xác đấy, bạn không nghe nhầm đâu. Xuất hiện ở nơi ngày nay là Bắc Mỹ. Ngay từ khi xuất hiện, chúng đã chứng minh mình là kẻ xứng đáng với danh hiệu sống dai thành huyền thoại của giới sinh vật. Thị giác và khứu giác ưu việt, sáu chân di chuyển lanh lẹ, hai cặp cánh gập lại có thể bay được, lớp vỏ chitin bền chắc và kết cấu thần kinh đơn giản. Tất cả hợp lại tạo nên một thiết kế sinh tồn bền bỉ qua hàng trăm triệu năm mà đến tận ngày nay vẫn còn được sử dụng. Ở thời kỳ huy hoàng nhất, 90% côn trùng kỷ Permi mang trong mình bộ gen di truyền của loài gián. Kế đến là loài Mega Anisoptera thuộc chi Odonatopsera, hay ngắn gọn hơn là chuồn chuồn khổng lồ. Theo hiểu biết thông thường, chuồn chuồn là loài sinh vật nhỏ hơn ngón trỏ, với bốn cánh mỏng tang và chiếc đuôi dài giống chiếc kim khâu. Tuy nhiên, ở kỷ Permi, với sải cánh hơn 70cm và bộ hàm như máy nghiền, tổ tiên của chúng là kẻ săn mồi thực thụ, mang lại cơn ác mộng cho những loài sinh vật khác trên mặt đất, đủ sức chạy đua vũ trang với bất kỳ loài ăn thịt có xương sống nào trên mặt đất. Nếu chúng còn tồn tại đến ngày nay, việc đi dạo ngoài trời thôi cũng sẽ ngang với thử thách sinh tồn, vì biết đâu, bất thình lình, một con bọ to như con chó béc dê có thể từ đâu đó lao xuống xin nhẹ của bạn miếng thịt, rồi lượn đâu mất. Nếu vui, nó sẽ rủ thêm cả bạn bè ăn chung cho vui nữa. Nghĩ thời cũng đã thấy rất là kích thích rồi đó. Tạm rời xa những người bạn rất nhiều chân, chúng ta đến với những tổ tiên chỉ có bốn chân với chiếc cột sống, gọi chung là Tetrapod. Do sự biến đổi về môi trường sinh sống, ngoài hậu duệ của những loài lưỡng cư, Amphibia trước kia, kỷ Permi đã ghi nhận sự xuất hiện của các bốn chân sinh sống hoàn toàn trên mặt đất như bò sát, Sauropsid và thú Synapsid. Trong đó, Sauropsid là tổ tiên của loài khủng long, còn Synapsid là khởi nguyên của các loài có vú, bao gồm cả con người sau này. Chỉ tính riêng trong các loài Tetrapod, kỷ Permi cho thấy ưu thế tuyệt đối của Synapsid so với phần còn lại, nhất là với việc sở hữu cái tên Titanophonius trong da phả, kích thước lớn ngang châu đực hiện đại, hộp sọ dài đến 80cm cùng bộ nhai chắc khỏe, chuyên săn lùng các loài bò sát cỡ lớn.
ngay cả chiếc vỏ giáp dày của loài rùa cổ đại cũng không thể ngăn cản việc thỏa mãn cơn đói của con mãnh thú với biệt danh sát nhân khổng lồ này, hoàn toàn xứng đáng với vị trí chễm trệ ở đỉnh chuỗi thức ăn. So với các loài lưỡng cư hoặc sống hoàn toàn trên cạn, các loài sống dưới nước ở kỳ Permi không quá nổi trội. Nguyên nhân được phỏng đoán là do sự suy giảm đa dạng sinh học ven bờ vì mực nước biển thấp. Dẫu vậy, thời kỳ này cũng có một số loài đặc trưng, điển hình nhất là loài cá mập răng cưa Helicoprion với hàm răng có hình dạng lưỡi cưa tròn. Đại diệt chủng. Theo các nhà nghiên cứu, tuyệt chủng không phải là sự kiện hiếm lạ trong lịch sử tiến hóa hàng tỷ năm của sự sống trên trái đất. Tính riêng trong kỷ Permi, đã có 3-4 vụ tuyệt chủng ở quy mô nhỏ. Tuy nhiên, chỉ có sự kiện đánh dấu kết thúc kỷ Permi. Cuộc tuyệt chủng kỷ Permi, Tam Điệp, diễn ra vào 252 triệu năm trước mới có danh xưng là đại diệt chủng, The Great Dying, được hầu hết các nhà cổ sinh vật học đánh giá là sự kiện tuyệt chủng tàn khốc nhất từng diễn ra. 95% tổng số các loài sinh vật hoàn toàn biến mất. Có nhiều giả thiết khác nhau về việc nguyên nhân của tấn bi kịch vô tiền khoán hậu này được chấp nhận nhiều nhất. Đó là do vụ phun trào kéo dài liên tục hàng ngàn năm ở vùng núi lửa Siberia thuộc Liên bang Nga ngày nay. Vụ phun trào đã giải phóng những cơn lũ dung nham, kèm theo đó là lượng khí carbonic CO2 khổng lồ. Ước tính, nồng độ gấp 15 lần so với thời kỳ cách mạng công nghiệp, làm tăng nhiệt độ trái đất lên thêm trung bình 5 độ C. Quan điểm bổ sung ý kiến này là việc nhiệt độ chỉ tăng thêm 5 độ C chưa đủ để gây nên sự diệt chủng của 95% sinh vật. Cần thêm một khoảng thời gian đủ dài để nhiệt độ ở lục địa ảnh hưởng đến đại dương, làm tan chảy các bể khí metan trong lòng biển. Khi khí metan được giải phóng từ biển vào bầu khí quyển, đã gây nên hiệu ứng nhà kính mạnh mẽ, khiến nhiệt độ bề mặt trái đất tăng thêm vài độ C nữa. Và đây mới chính là cú chốt hạ. Một giả thiết khác cũng tương đối thuyết phục, đó là sự giải phóng khí hydro sulfur H2S do hoạt động của các vi khuẩn ở những vùng nước thiếu oxy. Khi nồng độ khí này trong khí quyển đủ lớn, nó sẽ chọc thủng và dần làm tiêu biến tầng ozone. Theo đó, tia cực tím từ mặt trời sẽ quét sạch mọi sinh vật sống trên bề mặt trái đất. Tuy nhiên, bất kể nguyên do là gì, hậu quả của cuộc đại diệt chủng này là vô cùng khủng khiếp. 96% sinh vật biển và 70% động vật có xương sống chỉ còn tồn tại ở dạng hóa thạch. Thê thảm nhất chính là côn trùng, với 57% họ và 83% chi vĩnh viễn bốc hơi. Chu trình sự sống được hình thành trong hàng tỷ năm bị gãy nát chỉ sau tối đa vài trăm nghìn năm. Mọi thứ đập đi xây lại từ đầu, phải mất đến 10 triệu năm, sự sống mới được khôi phục. Nếu lịch sử hình thành trái đất, tính đến thời điểm đó là khoảng 3,8 tỷ năm, chuyển hóa thành một đời người thì chỉ mất tầm 15 phút để một người khỏe mạnh chuyển sang cơn hấp hối. Nghiên cứu sự tuyệt chủng cuối kỷ Permi cung cấp cho nhân loại những hiểu biết sâu sắc về nguy cơ diệt chủng hàng loạt mà trái đất đã phải trải qua do biến đổi khí hậu và môi trường sống bị phá hủy. Có vẻ là các nhà khoa học không lo quá xa khi cho rằng sự bắt đầu của kỷ Anthropocene, kỷ nhân sinh, kỷ nguyên được xác định bởi hoạt động của con người, ảnh hưởng sâu sắc đến sự biến đổi của khí hậu và môi trường, cũng trùng với thời kỳ bắt đầu một sự tuyệt chủng mới, khi mà nhân loại đang quét sạch những tài nguyên mà trái đất cần hàng tỷ năm tích lũy và tạo ra nhiệt độ tăng thêm trong hàng trăm triệu năm chỉ với vài trăm năm kể từ khi cách mạng công nghiệp. Phải mất một thời gian dài để phục hồi sau nguy cơ tuyệt chủng. Khi chúng ta mất đi sự đa dạng, nó sẽ không thể phục hồi trong vài chục năm, mà sẽ mất hàng trăm nghìn năm, thậm chí hàng triệu năm. Và đó là nội dung khái quát về kỷ Permi, thời kỳ mở ra sự sống cho các loài sinh vật trên cạn, nhưng cũng là thời kỳ tang thương nhất trong lịch sử trái đất. Nếu bạn có những chia sẻ gì về sự kiện này, đừng ngần ngại để lại ở dưới phần comment. Còn bây giờ, nếu bạn cảm thấy thích nội dung này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sắp tới. Ngoài ra, các bạn có thể ủng hộ chúng mình trực tiếp thông qua phần thông tin ở phần mô tả. Còn bây giờ, xin cảm ơn vì đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong lần tới. Bye bye!